Con đường này tốt nhất là nên lát lại, lát hình qua là hay nhất. Phu nhân, phu quân, con đến đây, qua đây xem giùm muội. Quỳnh nói con đường này lát kiểu gì thì đẹp đi. Đá thanh thạch đó, thì chẳng phải là giống như phủ hầu gia sao? Đây là khuôn viên để nghỉ ngơi, phải có chút hoa văn, chút cách điệu gì đó mới đẹp chứ. Phu nhân muốn lát cái gì thì lát cái đó. Nhị nữ đâu? Muội xếp cho cô ấy ở bên kia. Tiểu hầu gia, phu nhân, cái này là thỏ mà Lan Lan công chúa mang qua. Cô ấy đâu? Cô ấy đi rồi. Vậy bọn thỏ này thì hầm đi vậy. Hầm sao? Dạ được. Phu nhân, chúng ta vào phòng đi. Thịt thỏ hôm nay đúng là ngon thiệt đó. Thỏ công chúa mang tặng sao lại không ngon được chứ? Ngon, sao muội lại không ăn miếng nào vậy? Tiếp từ nhỏ đã không thích mùi gì quái lạ. Có quái đâu, đúng là không có chút khẩu phúc nào hết. Vị gây của thịt dê, vị tanh của thịt thỏ, muội đều không chịu nổi. Còn nữa, mùi hương trên ngực của Lan Lan công chúa, muội cũng không thích cho lắm. Muội đừng có nói vậy được không? Trên người cô ấy chính là mùi nước hoa lộ của nhà chúng ta đó. Làm gì vậy? Cũng không còn sớm nữa, về nghỉ ngơi đi. Muội thấy hơi sợ. Đúng vậy, khu viên này rộng như vậy, lại mới dọn về ở, nhất định là rất sợ rồi, phải không? Lên đây đi, ta còn không biết tâm ý của muội sao? Phu nhân à, khăn vệ sinh sắp dùng hết rồi. Phu quân à, mau lập khăn vệ sinh đi. Thật ra ta đang nghiên cứu phương pháp làm cho nó tốt hơn, cố gắng để các muội dùng được tốt hơn. Muội muốn đi tiểu. Vậy muội đi đi. Muội sợ. Vậy để tiểu điệp đưa muội đi. Muội không muốn cô ấy nghe thấy tiếng của muội. Muội xấu hổ. Phu nhân à, con bé này gan bé, muội đưa nó đi đi. Muội sao? Muội cũng không dám. Liều vậy, ta sẽ lấy can đảm cho hai vị phu nhân, chúng ta đi tiểu thôi. Lần này lắp rất tốt. Lần trước ở phủ hầu gia, người lắp trái lắp phải đều không được. Rất tốt, có tiến bộ đó. Tiểu hầu gia, phu nhân, nhị phu nhân. Tiểu hầu gia, các người là... Các người làm gì vậy? Cái đó là tiền quản gia dặn dò chúng tôi lắp đặt khuôn viên này. Sau đó, nhị nương tự nói khu vườn của khuôn viên này nhiều, chúng ta phải lắp đặt đây, thổ điện thoại giống như là ở hầu phủ. Vậy, các người cứ làm đi. Sao ngươi không đi bảo vệ? Công chúa, cô có thể ôm cô không? Tử Hào. Nếu nhị nương tử đã qua đây rồi, lần này hãy để cho hắn trông coi nhà cửa ở đây vậy. Nhưng nếu ông ta đem theo đèn lồng thì tốt. Dương Tử Hào ơi là Dương Tử Hào, ngươi hại bổn cung ngủ không được rồi. Xem ra hôm nay muội không dám về phòng ngủ rồi. Làm sao một bên đi. Thank you.
mà nhá. Làm gì vậy? Tiểu hầu gia, công chúa đến rồi. Mau mời vào. Đợi chút. Chuyện gì vậy? Đi thôi. Công chúa điện hạ, vị này chính là người ta nói với muội Lan Lan công chúa. Hãy mau chào hỏi công chúa đi. Tiền thiếp xin thỉnh an công chúa điện hạ. Quả nhiên là một mỹ nhân phong lưu kiều diễm. Tiền thiếp không dám nhận lời tán dương của công chúa. Dương phu nhân khách sáo rồi, hôm nay đến ta cũng không có ý gì hết. Một là muốn gặp láng giềng mới, hai là cũng muốn xem đệ nhất tài nữ của đại đường mà ta đã ngưỡng mộ bấy lâu nay. Phải rồi, hôm qua thỏ nhà ta cho người mang đến, mùi vị thế nào? Đó là do đích thân ta bắt được đó. Tạ công chúa ban thưởng. Thỏ rừng mà công chúa mang đến mùi vị đúng là ngon tuyệt. Quả nhiên là không giống với bình thường. Tại hạ tạ ơn sự ban thưởng của công chúa. Đối với sự hậu ái của công chúa đúng là cảm ơn tới đức. Một lời khó mà nói hết. Quyền thuyên, Dương phu nhân. Mau đi thôi. Muội ngồi đi. Hãy xem ta múa chiêu hàng yêu trừ ma. Tiểu hầu gia, tần tiểu công gia tới rồi. Công chúa an khang, phu nhân an khang. Tự nghiệp tới học đó hả? Đúng vậy, ngồi đi. Tử Hào huynh, Tự nghiệp huynh, Tử Hào huynh. Lần này Tự nghiệp huynh đến học có hơi xa một chút, không thấy sốt ruột chứ. Tuy là có xa một chút, nhưng mà môi trường tĩnh mịch, cảnh sắc hài hòa, có gì mà sốt ruột? Vậy thì tốt. Mời vào, mời vào. Hôm nay ta cũng phải mở rộng tầm mắt đến nghe Tử Hào dạy học. Nếu có chỗ nào tôi nói không đúng, xin công chúa hãy chỉ điểm. Sự nghiệp, bài tập về nhà hôm qua đã hoàn thành chưa? Ta quên mất thói quen của ngươi. Làm một điếu đi. Tôi không hút, tôi không hút. Cổ họng ngươi sao rồi? Là như vậy. Hôm qua bài tập mà Tử Hào huynh giao, học trò đã căng trở cả đêm. Cả đêm này tôi thân không dám rời chỗ, mắt không dám rời đề, mũi không rời miệng. Cho đến gần sáng đã không còn phân biệt được sương ở bên ngoài là sương sớm hay là sương khói, không phân biệt chỗ đông tây hay là nam bắc, cuối cùng cũng không uổng công người có lòng. Chính vào thời khắc ánh nắng ban mai xuyên thủng mạng sương mờ đó, học trò cũng như vừa mới khỏi vùng mây mờ nhìn thấy ánh mặt trời ló dạng. Đề tuy là đã giải được, nhưng mà cổ họng thì cũng thành ra như vậy. Huynh đệ đã vất vả rồi. Không dám, không dám, vì nhân dân phục vụ mà. Vậy thì hãy công bố đáp án để cho mọi người cùng nghe nào. Dạ thưa thầy, bài tập này hình như cũng là một đề sai. Đề sai sao? Đưa đây ta xem nào. Mời thầy xem qua. Đề mục này ta đã xem xét rất kỹ. Đây không phải là một đề sai, mà là quá thâm sâu. Đề bài này đáng lẽ phải dùng phương trình hai đồng một lần để giải. Với thực lực của ngươi bây giờ thì vẫn không thể giải được. Tự nghiệp à, ngươi nên xem xét đề kỹ càng hơn mới phải. Sau đó thì phải nghĩ cho thật kỹ. Ta cho ngươi đề bài này mục đích là để cho ngươi có ấn tượng sâu đậm với những đề bài như vậy. Mà bút ra đây, thầy sẽ giảng bài cho. Đúng rồi, thì ra là tính như vậy. Xin Tử Hào huynh hãy truyền dạy cách tính kỳ diệu này.
Đều hôm nay chúng ta tính tới đây thôi. Với sự tiến bộ như bây giờ của ngươi, chắc là khoảng 1-2 tháng nữa cũng chưa chắc là đã giải ra được. Nhưng mà ta có lời muốn cảnh báo ngươi, con đường học hành mà coi trọng nhất đó chính là từng bước một. Tham làm quá sẽ bị nát, mau chóng quá thì không đạt được. Vì vậy tự nghiệp à, hãy nhớ, nhớ kỹ đó. Học trò thụ giáo. Tiểu hầu gia đúng là lợi hại, đúng là người có học vấn. So với tiểu công gia thì đúng là uy vũ hơn nhiều. Người có muốn có một cái quần lót không? Nhị phu nhân, tôi muốn loại như cô đó. Nè, đa tạ nhị phu nhân. Nói nhỏ thôi, trong đó đang giảng bài đó. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ nói sơ qua về chiến thuật của kỵ binh và bộ binh. Xin Tử Hào huynh chỉ giáo. Cần phải biết tác dụng của kỵ binh trong cả trận chiến. Việc đó rất quan trọng. Tác dụng của nó tốt hay xấu có quan hệ trực tiếp tới thành bại của toàn bộ cục diện trận chiến, là sự tồn vong của quốc gia. Vậy thì sự kết hợp giữa kỵ binh và bộ binh lại huyền diệu vô cùng, biến quá đa đoan. Vậy làm sao để cho kỵ binh và bộ binh phát huy được ưu thế lớn nhất? Hôm nay chúng ta sẽ từ một trận chiến cổ đại kinh điển phân tích một chút. Có câu Tần Triệu Trường Bình Phi Dịch. Tử Hào huynh à, huynh có cảm thấy rằng cái này giết hại quá nhiều không? Nếu cần phải chinh phục, vậy thì phải đại khai sát giới, cũng là một con đường bắt buộc. Cánh đồng cỏ xa xa mỗi năm đều tươi héo, lửa thiêu mãi không hết, gió xuân thổi lại sống. Bốn câu này có nghĩa là diệt cỏ tận gốc. Tiểu hầu gia đúng là gian võ song toàn, biết tính toán thì khỏi nói, còn biết cả binh pháp. Biết binh pháp cũng không nói là còn biết làm thơ. Chí ít cũng là hầu gia của đại đường chúng ta mà. Đừng xem nữa, công chúa và tiểu công gia có thể sẽ lại đây ăn tối. Người mau vào bếp chuẩn bị đi, ta cũng phải đi hái một chút qua. Dương phu nhân, có đệ nhất tài nữ đại đường ở đây, Tử Hào cũng bị tiêm nhiễm không ít. Mồm miệng đúng là hơn người rồi. Công chúa quá lời. Cánh đồng cỏ xa xa mỗi năm đều tươi héo, lửa thiêu mãi không hết, gió xuân thổi lại sống. Được rồi, được rồi. Buổi học hôm nay của chúng ta dừng ở đây thôi. Nhiệm vụ chủ yếu của ngươi bây giờ là nắm giữ những tri thức đã được học, dùng thực tiễn để rèn luyện bản thân. Kết hợp lý luận và thực tiễn với nhau đó mới là quan trọng nhất. Nói chuyện binh pháp trên giấy đó chỉ là khởi đầu rất nhỏ. Công chúa xin mời. Ngồi hết đi. Nghe nói Đỗ đại nhân sắp chuyển chỗ rồi. Đúng vậy, thật ra điều lệnh thì tháng trước đã có rồi, chỉ là biên chế Long Hữu Đạo Xung vẫn chưa xác định, nhất thời khó mà bàn giao, vì vậy mới lận lửa mãi. Cậu cụ của ngươi đã là binh bộ thượng thư, cũng gọi là anh hùng có đất dụng võ rồi. Công chúa cười chê rồi. Sau khi cụ đảm nhận chức binh bộ thượng thư, theo quy định hai vị biểu ca nhất định phải rời khỏi phủ Bắc Nha. Cụ cửu định để tôi đi nhận chức xung chiếc đốc quý đang bị khuyết, phải thống lĩnh đội quân hơn 1.000 người. Hôm nay đến là muốn thương lượng với Tử Hào huynh. Tự nghiệp đều đã có chủ ý rồi, vậy thì cứ đi. Bắc Nha phủ không thiếu lão tướng Sa Trường, là nơi ngọa hổ tàng long đó. Khả cấp hơn đời ta chỉ nói chuyện binh pháp ở trên giấy. Lần này đi, nhất định phải cùng đồng liêu giao lưu nhiều hơn.
lấy sở trường của người để bù sở đoản của ta. Đó mới là con đường thực tế. Không nên tự kiềm chế bản thân, thanh cao tự ngạo. Ngày thường đối đãi với binh sĩ thì phải khoan dung độ lượng. Ân quy tuy quan trọng, thu phục được lòng người mới là cái quyết định. Dưới hiệu lệnh không có người nào không bán mạng liều chết. Để trở thành nhất đại danh tướng, hãy nhớ kỹ, xin nghe giáo huấn của Tử Hào huynh. Tiểu đệ nhất định sẽ thân tiên sĩ tốt, không phụ lòng mong đợi của Tử Hào huynh. Thân tiên sĩ tốt đương nhiên là chuyện tốt, nhưng thân là thống soái ba quân, cần phải biết dẫn trù màn trướng, trị quân, coi trọng thủ đoạn. Người phải tận dụng kỳ tài, vật phải tận dụng kỳ dụng. Mức độ cao nhất của việc điều động binh tướng chính là tính tích cực. Lúc cần thiết, cần phải biết dùng thủ đoạn để gián được sự bảo hộ của sĩ binh. Trong trận chiến, càng phải không từ thủ đoạn mà ép địch đến chết. Nhân từ với địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Diệt cỏ phải tận gốc. Hôm nay bổn cung cũng đã thụ giáo rồi. Tự hào đúng là nhân tài của đại đường ta. Công chúa quá khen. Đa tạ công chúa chiếu cố, đa tạ giáo huấn của Tử Hào huynh, đa tạ sự tiếp đãi của tổ tổ phu nhân. Hãy xem chúng ta đã cơm no rượu say rồi. Nếu không, để ta tiễn. Buổi học hôm nay học trò đúng là đã thụ giáo rồi. Chuyện nhỏ. Tử Hào huynh khiêm tốn rồi. Mộ làm gì vậy? Công chúa, tiểu công gia, tại hạ còn có chút việc, xin cáo từ trước. Được, cáo từ. Tiểu nha đầu này tướng mạo thật là thanh tú, là nhị phu nhân sao? Còn không mau thỉnh an công chúa. Tiện thiếp xin thỉnh an công chúa. Miễn lễ. Đợi đã, lần đầu tiên gặp, cái này tặng cho ngươi. Cầm lấy đi. Cầm đi. Mùa chạy đi đâu để chơi vậy? Có phải là vẫn chưa ăn cơm không? Mà mau về phòng ăn đi. Đi đi. Cô cũng đi đi chứ công chúa. Công chúa đi thông thả. Bên này. Một lát tôi muốn đi săn. Tiểu điệp, ta mặc bộ này có phải thấy chân ta ngắn quá không? Đâu có, chân của tiểu hầu gia đâu có ngắn. Phu quân, huynh mặc như vậy là muốn lên núi săn bắt sao? Ta muốn dạo quanh trang, tiện thể luyện tập luôn, xem có thể bắt vài con thỏ về không? Thỏ hả? Nghe nói thú rừng trên núi không ít đâu. Hãy để nhị nương tử đi với huynh đi, thêm một người cũng an toàn hơn. Không cần đâu. Lan Lan công chúa còn có thể một mình lên núi săn bắt. Ta đường đường là một trai năm nhi sợ cái gì chứ? Người ta là con gái còn không sợ. Lan Lan công chúa nói quấy một mình lên núi săn bắt lúc nào vậy? Sao lại chưa nói? Vừa rồi chẳng phải là cô ấy có nói rồi sao? Cô ấy đi bắt mấy con thỏ, còn cô ý mang tới cho chúng ta nữa. Mùi đã quên rồi sao? Vậy hả? Đúng vậy. Công chúa nói vậy lúc nào chứ? Thiếp bận tới nỗi hồ đồ rồi. Mấy người thợ trong vườn còn đợi để lát đá nữa. Thiếp phải đi xem sao. Lát như thế nào còn chưa nghĩ ra nữa. Phu quân một mình lên núi, đừng có đi quá xa đó. Ta biết rồi. Phu nhân cứ yên tâm. Mùi cũng muốn đi. Mùi đi cái gì chứ? Mùi yếu như vậy, ở nhà nghỉ ngơi đi. Không khác đưa mùi đi sao? Mùi đừng có nghĩ vừa rồi mùi giúp ta nói dối là ta phải nợ mùi đó. Bỏ tay ra nào. Buông ra. Mùi không buông ra ta sẽ chặt mùi đó. Phụ tôi sẽ để cho mùi ngủ một mình, cho cậu chó ăn thịt mùi luôn. Được rồi,
Được rồi, ta sợ muội rồi. Hôm nay muội cứ ở nhà trước đi, để ta đi dò đường trước. Ngày mai ta sẽ đưa muội đi sớm được không? Phu quân, công chúa Lăng Lăng đó không phải có lòng tốt. Quỳnh hãy tránh xa cô ta ra. Con nha đầu này sao lại nói như vậy? Người ta sao lại không có lòng tốt chứ? Cô ấy cứ nhìn trộm Quỳnh xuống, vừa nhìn là biết. Đừng có nói bậy bạ, đừng có nghi kỵ người khác như vậy. Vậy ngày mai Quỳnh đồng ý đưa muội đi rồi, Quỳnh đừng có quên đó. Các cô Lăng Lăng này đúng thật là bất cẩn quá. Là người phụ nữ trưởng thành rồi sao lại để cho con nha đầu đó nắm được đầu chứ? Uổng công cô ta còn là người sáng suốt ở trong hoàng cung, chẳng có chút trình độ nào hết. Nếu không thì nhị nữ đó cũng không phải là người đơn giản. Cháu gái của Phòng Huyền Linh, con gái của Cao Dương công chúa, nói về chuyện truyền cũng chưa chắc đã kém Lăng Lăng. Nếu như lớn bằng tuổi của Lăng Lăng thì nhị nữ lớn lên phải làm sao đây?